Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha, Slipeball 2. Let's go. Đây là một tựa game mình mới download về và tựa game này cũng rất là hay. Okay, let's go. Rồi, đến giờ dậy của chỗ xe này rồi. Mình sẽ gọi chúng ta dậy. Ồ, chúng ta cất chăn đi. Sau đó thì sẽ ủi một miếng thức ăn dành cho chim. Ok, let's go. Làm bữa sáng nào. Đó là cậu ta uống một ly nước cam. Ok. Let's go. Tiếp tục nào. Let's go. Go. Ồ, trứng này. Rồi, sau đó mình qua vào đây. Ok, đủ 3 sao rồi. Tiếp tục nào. Khoan. Quay sang đây. Sau đó thì mình sẽ đi. Nhảy thôi. Ok. Cái đó không biết là cái gì đấy. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Slipeball 1. Let's go. Level 12. Rồi, tắt cái này đi. Rồi, đây là một nút tắt. Rồi, đã tắt hết mọi thứ rồi. Sao? Còn một sao nữa không biết đâu rồi. Mình sẽ xem còn sao nữa không. Vẫn chưa thấy cái sao nào. Đây còn một sao nữa này. Ok. Rồi,
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái clip theo của hãng Disney. Rồi tiếp tục nào. Một đường thẳng. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá cái đường tiếp theo nha. Slide bar 2. Wow, có 2 slide bar luôn. Xem được cái gì không? Khoan, mình sẽ phải đi tìm thêm một miếng sao nữa. Mà không biết cái sao đó nằm ở chỗ nào. Vẫn chưa thấy sao đâu. Thôi, cứ đi chuồn đi đã. Vẫn chưa thấy sao. Rồi, let's. Một sao này. Hai sao. Ba sao, ok. Rồi, mình sẽ nhờ chụp tiến này, ấm lên. Và nhờ chụp bạn ấm lên. Let's go. Lần này những chỗ ấy. Ừ.
cũng chưa thấy một cái sao nào nữa. À đây rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo. Home Escape. Let's go. Lên. Vâng, và mình đang quét nhà cho sạch, sau đó thì mình sẽ cho người ta thuê tù giả lau dọn, rất là hay. Ok. Rồi, những cái bộ ghế da này còn đang bẩn. Rồi, let's go. Sạch sẽ luôn. Mình sẽ cho màu nào đây? Màu đỏ đi. Ok, let's go. Màu này cho trang nhã. Mình mới đang có một người thuê thôi. Hai ông bà già thuê. Lấy là, let's go. Ok. Let's go. Đây. Đủ rồi. Xanh đi. Wow, phải thay bộ tủ ấy thôi. Wow, ok. Let's go. Làm quả tủ đẹp luôn. Cho thành tủ màu này đi. Cho sinh động. Ok, một ngôi nhà đã hoàn thành. Ok, let's go. Có người thuê luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo.
cũng của hãng Disney. Tựa game này thì đó là tựa game 3D cho nên hơi nặng một chút, các bạn phải chờ một chút nhé. Ok, let's go. Mình đã có 4 tấm thẻ. Wow, đánh nhau 3 con rắn. 1 trên 2 cơ. Thì mình sẽ phải tiêu diệt con này trước. Chưa nên sử dụng chiêu gọi. Wow, nó cắn mình rất là đau luôn. Mình sẽ sử dụng chiêu này. Oh my gosh. Và 2/2. Ok, một quả đây. Boom. Ok. Ok, đã mở thêm một anh chàng. Đây là như mà một anh chàng Aladdin. Rồi mình sẽ lắp cái này vào. Let's go. Level 1, level 2, level 1. Ở bên level 4 đi. Chàng này mình phải áp đây, cô làng này phải áp đây rồi. Let's go, tiếp tục chiến đấu nào. Let's go. 5 lá bài tất cả rồi. Mình đã đủ 5 lá bài. Ồ, anh chàng này có vẻ rất là trâu. Rồi mình sẽ phải dùng chiêu này. Khi được anh ta. Đã xong. Rồi ok, và các bạn của mình sang tới game tiếp theo nha, Display Hero. Update game. Trong tuần. Chapter 1.
khi đổ lộ các bạn sẽ ấn vào để những cái vật của mình trưởng. Ok, let's go. Rồi, tiếp tục 3/3 rồi, bây giờ mình sẽ chuyển liên tục. Ok, let's go. Các bạn chơi một lúc rồi các bạn sẽ lại update để cho tướng nhân vật của mình khỏe. Thế rồi, ở đây thì có rất là nhiều trang phục để các bạn mặc vào. Ok, rất là sâu luôn. Thử vào một mắt xem. Chiến đấu level 2. Let's go. Rồi, mình sẽ dùng trường. Let's go. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Mickey Mouse. Rồi giờ mình sẽ đi lên trên tầng này xem có gì không. Cửa nào đây? Cửa này vẫn đang khóa này. À, cái này đi xem nào. Có một cái cửa này chưa khóa. Vào trong này xem có gì không. Rất đẹp, không có gì. Ok, vào trong này thôi. ACT3. Let's go. Wow. Một ông già thần rừng rồi. Wow. Tránh rồi. Oh my god.
Ok. Oh my gosh. Chết rồi, mình còn một sao thôi. Rồi, mình sẽ phải cẩn thận hơn. Rồi, ta còn 2 sao nữa. Ok. Wow, chết luôn. Rồi lại thôi. Tiêu diệt lại ông ta. Không thể để thua ông ta đâu. Rồi tôi sẽ tuyên chiến với ông. Ok, let's go. Ok. Chúng ta bắt đầu nhảy rồi. Ok. Rồi, mình có một viên ngọc màu đỏ. Ok, let's go. Rồi, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.